Tại một ngôi chùa nằm giữa thung lũng xanh tươi, có một học trò tên là Kavi. Kavi là một người trẻ đầy tò mò và ham học. Hàng ngày, anh ta đến chùa để nghe giảng của vị thầy tu có tên là Bhikkhu Dhamma. Một ngày, Kavi hỏi vị thầy tu về ý nghĩa của tâm thức trong Phật giáo. Bhikkhu Dhamma với vẻ mặt trầm tư, bắt đầu kể một câu chuyện. Thầy nói, khi lâu đài Sana vẫn còn tồn tại, có một nhóm người lính nơi đó rất nổi tiếng với sự hung dữ và tàn bạo. Họ làm loạn, cướp bóc và tàn sát người dân không gì có thể ngăn chặn. Mọi người đều sợ hãi và kinh sợ nhóm người lính này. Một lần, một vị sư học tên là Suna đến thị trấn và quyết định hành động. Thay vì tránh xa, ông tìm đến lãnh đạo của nhóm lính và mời họ đến chùa để thảo luận. Lãnh đạo liên quan tới, ban đầu, không tin tưởng nhưng sau những cuộc đối thoại sâu sắc, họ nghe theo lời của Suna. Suna dạy họ về ý nghĩa của lòng từ bi và lòng nhân ái. Ông giải thích rằng sự bạo lực chỉ tạo ra thêm bạo lực và khổ đau, trong khi lòng từ bi và sự thấu hiểu có thể mở đường cho hòa bình và hạnh phúc. Nhóm người lính dần dần thay đổi suy nghĩ và hành động của họ. Dưới sự lãnh đạo của Suna, họ bắt đầu giúp đỡ cộng đồng, xây dựng các dự án hữu ích và trở thành người bảo vệ hòa bình cho thị trấn. Lòng từ bi của Suna đã chứng minh sức mạnh lớn lao và làm thay đổi tận cùng trong trái tim người khác. Kavi lắng nghe hết lòng và bắt đầu hiểu rõ hơn về ý nghĩa của lòng từ bi và tâm thức trong cuộc sống hàng ngày của mình. Câu chuyện về Suna trở thành nguồn cảm hứng cho anh ta, khiến Kavi quyết tâm theo đuổi con đường hòa bình và lòng từ bi, góp phần vào sự thịnh vượng của cộng đồng xung quanh. Hòa bình trong biển lửa, ở một thung lũng sâu, nơi mà ngọn núi cao vút lên tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, sống một cộng đồng nhỏ. Trong cộng đồng này, có một người tu sĩ tên là Minh, người được biết đến với tâm hồn hòa bình và khả năng làm dịu bớt mọi tâm trạng xấu xao. Một hôm, một đám cháy bất ngờ bùng lên ở một làng xóm gần đó, đe dọa phủ phục những người dân và động vật. Cả làng xóm hoảng sợ và cố gắng dập tắt ngọn lửa với mọi cách, nhưng không thành công. Lửa ngày càng lan rộng, làm tăng thêm nỗi lo lắng và sợ hãi. Minh, người tu sĩ, nghe tin và quyết định đến làng xóm để giúp đỡ. Anh ta mang theo trái tim bình tĩnh và lòng nhân ái của mình. Khi đến nơi, Minh thấy ngọn lửa đang hỗn loạn và mọi người chạy đua với thời gian để cố gắng cứu đám cháy. Thay vì tham gia vào cuộc chạy đua, Minh ngồi xuống giữa ngọn lửa, đặt bàn tay lên lòng đất và bắt đầu thiền định. Anh ta hít thở sâu, cảm nhận khói và hơi nóng xung quanh, nhưng vẫn giữ tâm trạng an lạc và hòa bình. Những người dân xung quanh nhìn thấy Minh và không hiểu tại sao anh ta lại ngồi giữa biển lửa nguy hiểm như vậy. Minh mở mắt, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa và nói, chỉ khi ta có thể bình tâm giữa biển lửa, chúng ta mới có thể tìm ra cách để dập tắt nó. Những người dân bắt đầu thấy sự khác biệt, và không lâu sau, một ý tưởng sáng tạo nảy sinh. Họ bắt đầu tạo ra đường chia lửa, tạo ra một đường hẹp để lửa không thể tiếp cận các ngôi nhà và cây cỏ xung quanh. Dần dần, lực lượng hòa bình của Minh cùng với sự sáng tạo của cộng đồng làm cho ngọn lửa mất đi sức mạnh. Cuối cùng, họ đã dập tắt hết lửa và làng xóm được giữ an toàn. Minh, với tâm hồn hòa bình và lòng nhân ái, đã mang lại sự hiểu biết rằng trong mỗi tình huống khó khăn, hòa bình bên trong có thể là chìa khóa để tìm ra giải pháp. Cuộc sống ở trong biển lửa đã giúp cộng đồng không chỉ cứu sống những ngôi nhà của họ mà còn học được một bài học vô cùng quý báu về lòng bình tâm và sức mạnh của hòa bình.